Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc thứ nhất, ông Gióp đặt vấn đề với Chúa: tại sao ông bị đau khổ như thế này? Khi ông ăn ngay ở lành và Chúa chúc lành cho ông, nào là tài sản, nào là con cái ngoan hiền, nhưng mà rồi bỗng chốc ma quỷ ghen tức và xin Chúa để thử thách ông và làm cho ông tán gia bại sản, con cái chết, rồi ghẻ chóc đầy mình nữa, đến nỗi ông phải ngồi trên một cái những cái vật dơ bẩn để khỏi làm dơ nhà của mình và gãi những mụn nhọt đó. Trong cơn đau khổ cùng cực vì mất tất cả, mất người thân, mất của cải và bệnh tật đầy người như thế, ông đặt vấn đề với Chúa: tại sao con sống đàng hoàng với Chúa, con sống công chính, giữ luật của Chúa, mà Chúa lại để cho con khổ sở như thế này? Rồi trong bài Tin Mừng, khi mà các môn đệ đang chở Chúa Giêsu qua biển hồ Genesaret, thì sóng biển giông tố ầm ầm nổi dậy, đến nỗi mà nước vào trong thuyền, gần đầy thuyền. Trong khi ra các môn đệ lo sợ về cái tính mạng của mình đang bấp bênh giữa biển như thế, thì Chúa Giêsu vẫn ngủ, ngủ một cách ngon lành. Và rồi các ông hoảng hốt và thưa: tại sao thầy này có thể ngủ như thế được? Hai câu chuyện đó đều đặt cho các môn đệ, cho ông Gióp và rất nhiều người khác là những cơn hoạn nạn, những vụ mà người ta thất bại, những việc mà người ta mất niềm hy vọng vào cuộc sống này, vào những người chung quanh, rồi sản nghiệp đủ mọi thứ hết. Vậy niềm tin vào Chúa đặt ở đâu được, khi mà nhiều người đạo đức hiền lành phải bị những cái cơn khổ cực như thế? Và rồi hoàn cảnh khi mà Thánh Marco viết lại bản tin mừng này thì cũng là một hoàn cảnh rất bi đát của giáo hội sơ khai. Giáo hội đang bị bách hại rất nhiều ở Roma, ở Jerusalem và nhiều nơi khác trong đế quốc Roma nữa. Người thì bị cầm tù, người bị giết chết, giáo hội tán loạn. Rồi ngay cả các tông đồ cũng rất nhiều người bị bỏ chết vì đạo. Chúa ở đâu trong những cơn hoạn nạn như thế? Chúa ở đâu trong cái con thuyền của giáo hội đang bấp bênh và sắp chìm như vậy? Thì câu trả lời của ông Gióp cũng chính là câu trả lời mà Chúa Giêsu làm cho sóng yên biển lặng. Chúa trả lời ông Gióp không phải là một cách trực tiếp, nhưng Chúa nói: ai có thể đặt cho giới hạn cho biển cả để nó không trào dâng ngập địa cầu? Và ngày hôm nay giới khoa học biết bao nhiêu là những phát minh người ta có thể tìm ra được, nào là máy bay, nào là điện, nào là những cái động cơ, rồi bây giờ người ta lại đặt chân lên mặt trăng và người ta đang có những cái phi thuyền để tìm và đặt vào sao thổ, sao hỏa để tìm xem trên đó có vật, có sự sống hay không. Mà tất cả những cái đó có phải sáng kiến của con người hay không? Thưa không phải. Nhưng mà con người tìm ra được cái quy luật ở trong vũ trụ này. Vậy cái quy luật đó bởi đâu mà có? Cái quy luật đó chắc chắn không phải do con người tìm ra, nhưng mà con người khám phá ra những quy luật đó. Con người dựa theo những quy luật đó để có thể vẽ được cái hành trình lên mặt trăng, để có thể vẽ được những cái hành trình
làm cho những phi thuyền đáp xuống sao hỏa. Và con người còn có thể đi xa hơn nữa. Và ngày hôm nay, khi mà gần như người nào cũng có một cái điện thoại đi theo mình, người ta gọi nhau từ những chỗ xa xăm hay là gần nhau nữa, và người ta gọi nhau, người ta nói chuyện với nhau qua những cái sóng điện tử. Biết bao những phát minh khoa học khác, bởi đâu thưa là con người tìm ra được những cái quy luật của tạo hóa trong vũ trụ này. Vậy câu trả lời mà Chúa nói với Job đó là chính Thiên Chúa là đấng toàn năng đã làm ra những quy luật đó. Và ngày hôm nay, khi mà Chúa Giêsu đang ngủ trên thuyền, sóng gió ập đến, và khi các môn đệ đánh thức Ngài, thì Ngài đứng dậy và Ngài truyền cho gió im biển lặng. Kính thưa cộng đoàn, đối với xưa kia và ngay cả bây giờ cũng thế, biển cả nó là một cái mãnh lực, và đối với con người thì biển cả mang lại sự sống cho con người, nhưng cũng là một cái gì đe dọa sự sống của con người. Tại vì khi người ta ra biển, người ta không thể nào làm chủ hoàn toàn cuộc sống của mình được. Sóng gió có thổi nổi lên, những cơn sóng thần có thể làm cho người ta chìm xuống đáy biển. Nên vì vậy, cái việc mà biển cả nó luôn luôn là một cái gì đe dọa, nó là một cái gì huyền bí đối với con người, và có thể nói đó là một sức mạnh của sự tàn ác nữa. Nên vì vậy, khi mà Chúa đặt giới hạn cho biển cả và Chúa Giêsu truyền cho sóng yên biển lặng, điều đó làm cho các môn đệ ngạc nhiên, ông này là ai? Câu trả lời đó là Đức Giêsu người ta nhìn thấy đây vừa là con người, vừa là Thiên Chúa. Ngài có quyền năng của Thiên Chúa, và vì vậy mà dầu tất cả những cái mãnh lực nào khác của vũ trụ này cũng đều ở trong tay của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống của con người có nhiều gian truân, có nhiều vất vả. Người ta có thể bị thất bại vì tình, người ta có thể thất bại vì kinh tế, hay là thất bại về học vấn, hoặc là về bệnh tật, đủ mọi thứ cả. Tất cả nó đe dọa con người. Đó chính là những sóng gió của cuộc đời. Những người có lòng tin thì chạy đến với Chúa. Còn những người bị chao đảo lòng tin hay không có lòng tin thì đặt vấn đề: Thiên Chúa ở đâu? Có Chúa hay không? Mà tại sao để cho tôi đau khổ như thế này? Tất cả những cái biến cố trong cuộc đời, những sóng gió đó, nó đều có một cái giá của nó. Nó đều có một cái kết quả. Đó là làm cho những con người tin vào Chúa càng vững mạnh tin hơn. Và chính đức tin của những con người tin vào Chúa làm cho những con người yếu đức tin hay không có đức tin có thể nhận ra được Thiên Chúa. Những mãnh lực của thiên nhiên, những sự thất bại của con người, và thất bại sau cùng đó là cái chết, nó chỉ là những cái quy luật tự nhiên của vũ trụ, của con người. Nhưng mà ở nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa lại mặc khải một cái quy luật khác nữa, đó là quy luật của lòng yêu thương, của lòng thương xót. Con người khi phản bội Thiên Chúa, mắc tội với Thiên Chúa, đương nhiên là con người phải hư vong đời đời. Nhưng mà Thiên Chúa lại dùng một cái phương thế hết sức là đặc biệt, đó là cho con của Ngài xuống thế này, và người con đó đổ máu đào để qua máu của Đức Giêsu tẩy rửa tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta trở thành những tạo vật mới, như là Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Côrintô nói: chúng ta đang là những con người chết,
đang là những con người hư vong, nhưng mà tình thương của Thiên Chúa thay đổi chúng ta. Và điều đó còn kỳ diệu hơn nữa là Thiên Chúa làm cho chúng ta được trở nên những người con của Thiên Chúa, đồng thừa hưởng với Đức Kitô. Nên vì vậy mà tất cả những cái quy luật về thiên nhiên, quy luật về đời sống tâm linh, về đời sống thiêng liêng đều do Thiên Chúa hết. Nên con người chỉ cần mở mắt ra suy niệm để xem Chúa ở đâu. Thật ra Chúa vẫn ở đó. Chúa là đấng ở với chúng ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa vẫn ở đó. Chúng ta chỉ cần mở mắt tâm hồn để khám phá ra Thiên Chúa, để gắn bó với Thiên Chúa, để xin Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Kính thưa cộng đoàn, trước hết chúng ta nghe câu chuyện sách Gióp. Có lẽ không mấy người biết rằng là sách Gióp không phải là chuyện có thật. Đấy chỉ là một quyển sách đấy, thuộc về giáo huấn hơn là thuộc về lịch sử. Nghĩa là sách Gióp được viết ra để dạy dỗ dân Chúa. Và nói cho cùng, một con người Gióp hoàn toàn vô tội, không đâu có hết, ngoại trừ ra Chúa Giêsu. Vậy thì sách Gióp được viết từ trước để cho loài người chuẩn bị tư tưởng hướng về Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là người hoàn toàn không có tội gì hết, và có thể nói rằng là nói cho cùng thì Ngài đau khổ hơn hết mọi người và chết một cách như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết. Thế thì sách Gióp nhắc nhở chúng ta hướng về Chúa Giêsu, và nhờ sách Gióp chúng ta suy nghĩ về Chúa Giêsu và cuộc đời của Ngài để càng ngày càng thấy rõ lý do vì sao Ngài đau khổ như thế, Ngài phải chết như vậy. Tất nhiên ai cũng biết là vì tội chúng ta thôi, Ngài chẳng có việc gì mà phải đau khổ và phải chết, nhưng mà vì tội chúng ta, để cứu chúng ta khỏi thống trị của Satan, cho nên người đã phải chịu tất cả những cái chuyện đó. Và suy nghĩ như vậy thì tâm tình chúng ta càng ngày càng phải sốt mến, càng ngày càng phải yêu mến Chúa hơn, và cố gắng để sống trung thành, sống trong ân sủng của Chúa, để đáp lại tình yêu của Chúa hơn. Bài tin mừng chúng ta cũng vừa nghe, thì tôi nghĩ rằng đấy là hình ảnh của cuộc sống chúng ta. Cuộc sống là một cuộc vượt biển trên trần gian này, và cuộc vượt biển này thì đầy những sóng gió, đầy những khó khăn và nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta với lòng tin thì chúng ta vẫn nghĩ rằng, phải biết rằng là mặc dù chúng ta không thấy, không biết một cách cụ thể, nhưng mà Chúa vẫn ở với chúng ta, và Ngài ngủ ở trên thuyền của chúng ta, ở trong cuộc đời của chúng ta. Thực sự ra thì chúng ta phải hiểu rằng là cái cuộc sóng gió ở trên biển Tiberia mà tin mừng kể hôm nay đó là chuyện không có lạ lùng gì hết. Thế nhưng mà làm sao chỉ có một cuộc vượt bên này qua bên kia không có lâu, thế mà Chúa Giêsu ngủ vùi như vậy được? Chắc chắn là Ngài phải mệt lắm. Sách Thánh nói rõ rằng Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Ngủ đến độ mà nước tràn vào thuyền mà cũng chẳng biết, sóng gió như vậy mà chẳng biết gì hết. Thế thì thực tế là Chúa Giêsu mệt lắm vì những công việc giảng dạy của Ngài. Thế rồi các môn đệ phải đánh thức Chúa dậy, bởi vì
thầy chẳng có lo gì sao, chúng ta chết đến nơi rồi đây này. Thì người dạy và nói: im đi, câm đi. Thầy ra lệnh cho gió, cho sóng như vậy. Và như chúng ta đã biết, mọi sự đều im lặng ngay lập tức. Và các môn đệ phải kinh ngạc, mặc dù là những người môn đệ thân tín gần gũi Chúa Giêsu đã cũng phải thốt lên cái câu này: vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Chúng ta tự hào rằng chúng ta là những người công giáo, là những người tín hữu của Chúa, vẫn sống trong tình yêu của Chúa, vẫn sống trong lòng tin của Chúa. Liệu chúng ta có đã tìm được câu trả lời của cái chữ này chưa? Người này là ai mà cả đến sóng gió và biển cũng phải vâng lệnh? Đức tin của chúng ta có thúc đẩy chúng ta đi đến một cái tình yêu để chúng ta tin rằng chỉ vì yêu chúng ta, chỉ vì thương chúng ta mà Chúa Giêsu đã làm tất cả những gì Ngài đã làm. Ngài đã phải chịu tất cả những gì Ngài đã chịu, rồi Ngài chết để mà giải thoát chúng ta khỏi cái chết thiêng liêng, khỏi cái chết vì tội, bởi vì Ngài đã sống lại. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được biết luôn luôn khơi lên trong lòng mình cái lòng tin đó. Bởi vì cuộc sống của chúng ta không nhiều thì ít là có những cái sóng gió của tình dục, có những cái cơn cám dỗ của ma quỷ, có đủ mọi cái hoàn cảnh thúc đẩy chúng ta quên đi mất rằng Chúa ở trong chúng ta, Chúa ở với chúng ta. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta tội lỗi đến thế nào, thì vì tình yêu Chúa vẫn ở với chúng ta và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Miễn là chúng ta biết sử dụng lòng tin để cầu nguyện, để đến với Chúa. Đó, cuộc sống nó là như vậy. Những cái cơn cám dỗ thì không ai mà không có hết. Người thì vì vấn đề này, người vấn đề khác. Nhưng mà cái tội tổ tông nó đã đặt ở trong con người của chúng ta cái mầm mống của những cái đam mê, những cái ham muốn bất chính. Rồi ma quỷ nó lại xúi xiểm, nó lại thúc giục và nó lôi kéo chúng ta về con đường xấu. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn thức tỉnh và đề phòng những cái đó, chống lại ma quỷ và luôn luôn canh phòng cái thân xác của chúng ta. Thân xác của cha luôn luôn hướng về điều không hay, không tốt, bởi vì cái tội tổ tông ở sẵn trong người của chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm tất cả để mang lại cho chúng ta những cái phương tiện cần thiết để chúng ta chống lại được ma quỷ, để chúng ta chống lại được những cơn cám dỗ. Vậy thì chúng ta phải biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa để mà sử dụng những cái phương tiện Chúa Hội Thánh đã dạy chúng ta, để mà sống trung thành với Chúa, chống lại ma quỷ, chống lại những cái đam mê của xác thịt, để mà trung thành với Chúa. Và bao giờ cũng vậy, tôi muốn nhắc nhở tất cả bà con là lòng yêu mến Đức Mẹ chính là sức mạnh của chúng ta. Đức Mẹ là tất cả của chúng ta trước mặt Chúa, và chắc chắn Đức Mẹ sẵn sàng nâng đỡ chúng ta nếu chúng ta biết tin tưởng và cầu xin Người. Cho nên yêu mến Đức Mẹ là một cái bảo đảm cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Xin Đức Mẹ cũng thương chúng ta, đừng chấp những cái sự bất xứng, những cái sự thấp hèn, những cái khốn khổ của chúng ta, mà luôn luôn sống như một người mẹ, nghĩa là không có chấp những đứa con yếu đuối, mà ngược lại càng yếu đuối thì càng mẹ lại càng thương. Miễn là những người con này biết tin tưởng và đến với mẹ thì chắc chắn Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta để chúng ta sống bình an, chúng ta sống trong tình yêu của Chúa, và chúng ta không phải chỉ dậm chân tại chỗ trong đời sống đức tin, mà
càng ngày càng tiến triển hơn trong tình yêu của Chúa. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống của mỗi người chúng ta, chắc hẳn mỗi chúng ta ít nhiều có cảm nghiệm hoặc là đã từng đối diện những lúc khó khăn, hoạn nạn, đau khổ. Và nhất là những lúc như vậy thì có lẽ chúng ta dễ có những lời để mà than trách với Chúa. Tại sao Chúa cứ im lặng như vậy? Con xin, con đau khổ, con đến với Chúa, nhưng Chúa chẳng trả lời điều gì. Hoặc là có những khi chúng ta lại trách Chúa, tại sao Chúa lại để sự bất công diễn ra trên trần gian này? Hoặc là tại sao Chúa là đứng quyền năng mà vậy cứ để cho con người cứ mãi đau khổ như thế? Chúng ta có thể than trách Chúa rất nhiều điều. Và trong bài đọc 1, chúng ta thấy kể về một câu chuyện ông Gióp. Ông Gióp là một nhân vật, là con người công chính và là con người thành đạt, giàu có nhất trong vùng Đông Phương lúc đó. Ông có tất cả, có đàn gia súc những loại khác nhau hàng ngàn con, rồi con cái cũng đông, 7 người con trai, 3 người con gái xinh đẹp, và những người tôi tớ hầu hạ, ông có tất cả. Nhưng một sự kiện đã xảy đến với ông là ông đã mất đi những đàn gia súc khi mà những người ở các dân tộc khác đến cướp bóc và giết đi những người thân yêu hoặc là những người tôi tớ của ông. Rồi một cơn cuồng phong đến với ông làm sập ngôi nhà và những người con của ông chết hết. Hơn thế nữa, rồi ông phải đối diện một cảnh khác nữa, đó là ngay cả thân xác của ông còn lại đây, những gì ông có đã mất hết rồi. Bây giờ còn lại thân xác cũng bị thử thách, là ông bị ung nhọt đau khổ. Và như thế chẳng còn gì ở nơi ông. Ông không dám than trách Chúa, nhưng ông than phiền rằng tại sao con như thế? Con sống trong sự công chính, sự ngay lành mà sao con phải lãnh chịu những hậu quả như vậy? Vậy Chúa công bằng ở đâu? Nhưng ông vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa, vẫn tin vào một Thiên Chúa tuyệt quyền năng và đầy lòng thương xót. Và chính sự phó thác ở nơi ông vào Thiên Chúa, và Đức Thiên Chúa đã ban lại cho ông một sự đền đáp sau đó. Ông đã làm nên một sự nghiệp còn lớn hơn lúc trước ông có. Ông lại sinh con rồi sống với tuổi thọ. Qua câu chuyện của ông Gióp để nói lên một lòng tín thác vào Thiên Chúa. Có thể Thiên Chúa gửi đến thử thách cho con người, những thử thách đó để mà thử lòng sự tín thác vào Thiên Chúa. Và khi con người đặt để vào Thiên Chúa thì Ngài ban cho chúng ta những ơn lành. Vâng, hình ảnh của ông Gióp để nói lên thân phận con người của mỗi người chúng ta. Như là trong bài Tin Mừng, Chúa đã trách các môn đệ, tại sao các con kém lòng tin vậy? Trên con thuyền đó có Chúa hiện diện với các ông, khi mà sóng gió nổi lên thì các ông hoảng sợ, và các ông lại còn trách Chúa, tại sao Chúa thờ ơ vậy? Chúa đã của trách các ông, các con kém lòng tin. Hãy tin vào nơi Thầy thì mọi sự sẽ được an lành. Chúa phán một lời thì biển lặng, gió im. Điều đó để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, đời sống con người của chúng ta đặt để lòng tin vào Thiên Chúa, sự phó thác vào Thiên Chúa. Mỗi con người chúng ta, mỗi hoàn cảnh với những cuộc sống và những bối cảnh công việc cũng như là hoàn cảnh khác nhau, chúng ta phải đối diện một thực tế, và mỗi người chúng ta đều mang một số phận của chính mình. Chắc hẳn rằng đó là một thánh giá của chúng ta đi có thể không nhẹ nhàng, nhưng Chúa không bao giờ gửi đến thánh giá quá sức con người.
Điều quan trọng những sự kiện, những hoạn nạn, những đau khổ mà chúng ta cho là sự đau khổ của chính mình thì xem như đó là thánh giá. Thánh giá để mà thử thách chúng ta bước theo Thiên Chúa, tín thác vào Thiên Chúa. Thánh giá đó trở nên nhẹ nhàng khi chúng ta đặt để vào nơi Thiên Chúa. Ông Gióp đã mất đi tất cả. Nếu giả như ông không đặt để lòng tin thác vào Thiên Chúa thì chắc hẳn ông sẽ tuyệt vọng, vì bởi lẽ ông không còn gì để bám phíu. Những thứ gì mà ông có được từ của cải vật chất, danh vọng địa vị và những người thân của ông, ông có nhưng giờ đây mất tất cả. Rồi còn lại thân xác này giá như được mạnh khỏe thì cũng còn là một sự sống an lành. Nhưng thân xác đó lại đau bệnh, lại gà chốc. Và như vậy ông không còn gì để mất. Chúng ta thường đặt vào những hoàn cảnh như vậy thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ oán trách Chúa. Tại sao Chúa lại im lặng như vậy? Tại sao Chúa vẫn để con người đau khổ như vậy? Tại sao Chúa bất công như thế? Con sống theo con đường ngay lành, con làm điều gì gian ác mà con lại phải gánh chịu những đau khổ trong cuộc đời của con? Chúng ta vẫn thường kêu lên Chúa như thế. Nhưng thái độ đó, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã muốn nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta, để chúng ta nhận ra một điều: Thiên Chúa là tình yêu thương. Ngài đã trở thành một con chiên hiến tế vì nhân loại này, để cứu độ nhân loại. Chúng ta bước đi vào tình thương của Thiên Chúa để mà chúng ta mặc lấy một con người mới, con người theo Thiên Chúa, con người của lòng tin vào sự sống và điều tốt lành. Và nếu như chúng ta mang một tinh thần thái độ đó đi theo Đức Kitô thì chắc hẳn rằng Ngài sẽ biến tất cả thành điều tốt lành, như là con thuyền mà các môn đệ đang phải đối diện sóng gió. Biển sẽ lặng, sóng sẽ im. Như thế chúng ta nhìn lại cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta đau khổ, gặp hoạn nạn, chúng ta đến với Chúa với thái độ nào? Có phải chăng là chúng ta chỉ mong rằng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có Chúa, chúng ta tin vào Chúa, vậy chúng ta đến để mà xin ơn, để mà chúng ta thoát được nạn đó? Có thể chúng ta có những thái độ như vậy để làm gì? Để chỉ giải quyết trước mắt con người chúng ta. Chúng ta không nhìn ra một hành trình theo Thiên Chúa, một hành trình theo Đức Kitô để mà đi tìm sự bình an, sự sống vĩnh cửu và sự an bình mãi mãi. Không phải là giải quyết trước mắt. Vậy thái độ của mỗi người chúng ta đến với Chúa là gì trước hết? Đó là chúng ta phải đến với thái độ tin yêu. Chúng ta đến với thái độ tin yêu một Đức Kitô đầy lòng yêu thương nhân loại này. Và chúng ta cho dù ở hoàn cảnh nào, nào là đau khổ, nào là bất hạnh, vân vân, nhưng chúng ta đến với thái độ đó với Chúa thì Chúa sẽ hiểu lòng mỗi người chúng ta. Chúa biết chúng ta cần điều gì, chúng ta đang gặp sự khốn khổ gì, và Chúa có cách bù đắp cho mỗi người chúng ta. Hay là biết đâu sự đau khổ đó lại là cơ hội để mà biến chúng ta thành một con người mới. Mà con người mới đấy nơi Thiên Chúa chỉ là một con người đẹp, một con người bình an, là một con người hạnh phúc. Lòng tin của chúng ta để mà đặt để mà đi tìm ra một đáp số như thế. Thì như vậy, những hoàn cảnh, những đau khổ, những bất hạnh có lẽ là một thường tình. Thường tình là gì? Là như là cách để mà biến đổi con người chúng ta trở nên một thân xác mới, một con người mới nơi Thiên Chúa. Và đấy mới là con người của Thiên Chúa, đấy mới là con người đáng được ơn cứu độ. Lời Chúa hôm nay thức tỉnh cho mỗi người chúng ta về thái độ, lòng tin và cách sống của mỗi chúng ta tương quan với Thiên Chúa. Để rồi thái độ của chúng ta trước mặt Thiên Chúa vẫn khởi đi về một lòng tin yêu, phó thác nơi Ngài. Chính thái độ đó mới là thái độ đúng đắn để chúng ta đi theo Ngài, để chúng ta tìm gặp được sự bình an. Và chúng ta tin vào đấng an lành đó, Ngài sẽ ban bình an, ban mọi điều tốt lành cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Hành trình lữ hành đức tin của chúng ta là cả một cuộc đời, không phải là giây phút này, không phải là ngày mai, nhưng cả một cuộc đời. Và khi chúng ta tín thác ở nơi Ngài thì cuộc đời đó nó sẽ biến đổi, nó sẽ nên tốt. Xin Chúa chúc lành và hiện diện trong tâm hồn, trong con đường đức tin của mỗi người chúng ta. Amen.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sau khi giảng dạy cho dân chúng các dụ ngôn về nước trời mà chúng ta mới được nghe tuần trước, và chiều đến thì Chúa Giêsu bảo các môn đệ sang bờ bên kia của biển hồ Galilee. Và khi thuyền đã ra gần giữa khơi thì gặp một biển động mạnh, gió thổi dữ dội, sóng nước quật mạnh vào thuyền khiến thuyền chồng chành lắc lư đến nỗi nước trào vào đầy khoang thuyền. Sóng gió mạnh đến thế nhưng chúng ta lại thấy Chúa Giêsu vẫn ngủ ngon ở sau bánh lái. Đó là một dấu chứng tỏ sau một ngày hoạt động vất vả mệt mỏi của Chúa Giêsu với dân chúng, nhưng Ngài vẫn ngủ ngon lành. Như thế mới thấy được tâm hồn của Chúa Giêsu bình an biết chừng nào. Và quả thế, ai có tâm hồn bình an mới ngủ được, và ai ngủ được đều có tâm hồn bình an. Như trong Thánh Vịnh thứ tư đã nói như thế này: thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài lạy Chúa ban cho con được sống yên hạn. Vâng, chỉ trong tay Chúa con người mới được bình an, thư thái và hạnh phúc. Khi các môn đệ đang phải chèo chống với bão táp, với gió mạnh như thế, tuy các ông là những ngư phủ nhưng đều thất bại, đều cảm thấy sợ hãi trước cơn giông bão, và cuối cùng với sức mạnh của các ông không thể đưa thuyền vào bờ được, và các ông đã phải cầu cứu với thầy của mình bằng cách các ông nói: thưa thầy, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Lời cầu cứu của các môn đệ đánh thức Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thức dậy và đe sóng gió im lặng như tờ. Sau đó của trách các môn đệ: sao các anh em nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Vừa Chúa của trách các môn đệ như vậy là vì mấy tuần qua các ông đã được chứng kiến Chúa làm rất nhiều phép lạ, tỏ ra Chúa chính là người có uy quyền, nên qua những phép lạ đó các ông phải tin tưởng nơi Chúa, phải không sợ hãi trước những cơn giông bão tố của cuộc đời. Nhưng đức tin của các ông vẫn còn yếu kém. Khi gặp cơn giông bão, tuy có Chúa đang ở bên cạnh mình, đang ở trong thuyền với mình, các ông vẫn hoảng hốt sợ hãi. Chính vì thế mà Chúa mới của trách các ông. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy uy quyền vô biên của Thiên Chúa trên thiên nhiên, trên sự dữ. Theo tin mừng Marco chúng ta vừa nghe, Chúa ra lệnh cho biển im đi và câm đi, sau đó biển lặng như tề như tờ. Và các môn đệ thì ngạc nhiên hoảng hốt: người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Nếu chúng ta nhìn vào tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhiều lần cũng đã từng trừ ma quỷ như thế, nói với chúng im đi, câm đi, và chúng phải tuân lệnh. Qua cái đoạn tin mừng này, Marco muốn cho tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta
Đó là Chúa có quyền trên thiên nhiên, có quyền trên sự dữ, có quyền trên ma quỷ ác thần. Và qua đó Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy biết tin tưởng vững cậy trông vào Chúa Giêsu. Bởi vì khi có Chúa ở cùng thì không phải gì lo sợ gì cả. Vì không có gì mà Ngài không làm được. Mọi sự đều tùy thuộc uy quyền toàn năng của Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hành trình chiếc thuyền của các môn đệ qua bên bờ bên kia cũng là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta đi về nhà Cha. Và trong hành trình này chắc chắn sẽ có những giông tố của cuộc đời. Và mỗi người trong hành trình của chúng ta cũng là con thuyền. Giữa bao những nghịch cảnh của cuộc đời, những khó khăn, những thử thách, những bệnh tật, những lúc thất bại, đó là những sóng gió của cuộc đời đang xô đẩy chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Những lúc đó chúng ta có tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa đang là người cùng đồng hành với chúng ta, đang là người điều khiển con thuyền cuộc đời của chúng ta, đang là người cầm lái con thuyền cuộc đời chúng ta không? Vâng, mỗi người chúng ta chắc chắn cũng như chiếc thuyền nan đang trông chênh giữa cơn lốc của cuộc đời, những khó khăn nối tiếp khó khăn. Mỗi người chúng ta cũng hãy vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Người sẽ hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta. Có Chúa trong cuộc đời, những cô đơn như bị xóa nhòa, những khó khăn, những thất bại nhường như nhỏ lại, những yếu đuối dường như được thêm sức mạnh. Trong những lúc như thế, mỗi người chúng ta không cầu xin cho cuộc đời của chúng ta như một biển lặng, nhưng xin cho cõi lòng của chúng ta được tĩnh lặng giữa những lúc biển động, để chúng ta có thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Cuộc đời của mỗi người chúng ta là một cuộc đời lữ khách, vui buồn chen nhau. Là thân lữ khách, chúng ta biết phận mình là thế. Và trong muôn cảnh ngộ, chúng ta luôn có hy vọng về tới bến bờ. Đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa phải luôn luôn vững chắc, như là một chiếc bánh lái thuyền đưa chúng ta về tới bến cứu độ. Và Chúa Giêsu thì Ngài luôn ngồi sau con thuyền để trợ giúp mỗi người chúng ta. Chúng ta cứ yên chí lớn để chèo thuyền ra đi. Điều cần thiết nhất là chúng ta có luôn biết tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa hay không. Tin không phải chỉ là xác tín về một chân lý, một lý thuyết cho thỏa trí óc của chúng ta. Nhưng tin là chúng ta trao thân gửi phận cho đứng có toàn quyền trên thiên nhiên, trên sự giữ, trên sự sống. Và chúng ta tin chắc Thiên Chúa là đứng yêu thương, sẽ luôn luôn đồng hành với cuộc đời của mỗi người chúng ta, cho dẫu nhiều lúc chúng ta gặp thất bại, chán chường. Có những lúc đức tin của chúng ta coi như không còn, nhưng một điều chúng ta phải luôn tin tưởng
Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Tin vào Chúa là lẽ sống của mỗi người chúng ta. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã cho chúng ta thấy, Ngài là một chứng nhân đức tin kiệt xuất. Ngài đã trải qua biết bao nhiêu những gian nan thử thách, nhưng Ngài vẫn luôn trung tín với Thiên Chúa, với Thầy của mình. Như Thánh Nhân đã viết, đó là biết mình đã tin vào ai. Ngài tin vào Đấng đã yêu thương Ngài, Đấng đã chết cho Ngài. Và Thánh Phaolô nói, mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin vào Đức Giêsu, Đấng yêu thương và chết cho chúng ta, để chúng ta từ nay không phải chết nữa, nhưng sống trong Đức Kitô và trở thành một thọ tạo mới. Và khi chúng ta trở thành thọ tạo mới thì chúng ta không còn sợ hãi, vì chính Đức Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Như Phaolô đã từng nói, không có gì tách Phaolô ra khỏi tình yêu đối với Đức Kitô, bất cứ gian truân hay ác thần nào. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có dám xác tín Đức Kitô chính là lẽ sống của cuộc đời Kitô hữu chúng ta, khi chúng ta gặp những thử thách gian truân, những cám dỗ triền miên trong cuộc đời của chúng ta, những lúc chúng ta thất bại, những lúc đức tin chúng ta bị thử thách, chúng ta có dám đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô không? Mẫu gương đức tin mà Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy, Abraham để có thể lãnh nhận được lời hứa của Thiên Chúa là một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển, thì Thiên Chúa mời gọi ông hãy sát tế người con của mình là Isaac. Abraham tin tưởng phó thác Thiên Chúa định liệu tất cả. Chính qua thử thách đức tin đó, ông được tất cả. Rồi trong sách Gióp mà chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa trên thiên nhiên, tất cả vạn vật, biển khơi, nước, biển được đặt vào chỗ, không được vượt giới hạn. Thiên Chúa đặt cho nó quy luật đó. Thiên Chúa chỉ cho Gióp biết Thiên Chúa có quyền trên tất cả. Và chính vì thế, khi Gióp bị thử thách, mất tất cả, con của cải, ngay cả bà vợ cũng khiển trách ông, ngay cả những người bạn cũng cho rằng vì ông tội lỗi mà Thiên Chúa trừng phạt, nhưng Gióp vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Và chính khi tin tưởng đó, Gióp lại được Thiên Chúa trao ban lại cho tất cả. Ước mong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta, chúng ta đang hành trình con thuyền của chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, trong dòng đời đầy những sóng gió, lúc yếu lúc mạnh, chúng ta có biết tin tưởng vững mạnh Thiên Chúa luôn luôn cầm bánh lái con thuyền cuộc đời của chúng ta không? Thiên Chúa luôn luôn có đang ở trong cuộc đời, trong con thuyền của chúng ta không? Xin Chúa Kitô, Đấng đã đến, Đấng hiện diện giữa dòng đời với chúng con, xin cho chúng con luôn luôn tin tưởng Ngài, luôn luôn ra tay nâng đỡ phù trì khi mỗi người chúng con biết chạy đến cầu cứu với Ngài. Amen. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta vào nhà ai đó, chúng ta gõ cửa hoặc là bấm chuông như một dấu hiệu báo cho gia chủ có người đến. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta nghe hồi chuông báo cho cộng đoàn
Xin mọi người đứng, giờ cử hành thánh lễ đã bắt đầu. Và trong thánh lễ, một vài lần nữa chúng ta nghe tiếng chuông cũng để nhắc nhở cộng đoàn tập trung hay hướng lòng lên tôn thờ Thiên Chúa. Ở các đền đài bên Ấn Độ, khi bước vào bên trong, người ta thấy có để sẵn những cái chuông như thế. Thế nhưng có một điểm khác biệt, người ta vào trong các đền thờ và bấm chuông thì không phải để nhắc nhở giờ cử hành đã tới, nhưng là để đánh thức các thần linh. Có thể nói ngày hôm nay, bằng ngôn ngữ đời thường của chúng ta, các môn đệ đã bấm chuông đánh thức Chúa. Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên thuyền, thế nhưng một trận cuồng phong dữ dội. Một trận cuồng phong như thế mà Đức Giêsu vẫn nằm ngủ được. Ta thấy xét trên bình diện con người có lẽ cũng khó hiểu. Có thể vì Chúa Giêsu quá mệt mỏi trong một ngày rao giảng tin mừng. Có thể vì Chúa vẫn chờ đợi các môn đệ đánh chuông, không phải để đánh thức người dậy, mà là để đánh thức niềm tin của các ông. Chúa Giêsu hiện diện trên thuyền, nhưng dường như Ngài không quan tâm đến sự sống còn của các môn đệ, mặc cho các môn đệ chống chọi với bão táp. Khi Đức Giêsu trỗi dậy, Ngài răn đe sóng biển và mọi sự trở lại bình yên. Qua dấu chỉ này, Đức Giêsu biểu lộ quyền năng vô biên của Thiên Chúa, biểu lộ sự yêu thương của Ngài dành cho các tông đồ nói riêng và dành cho nhân loại của chúng ta. Câu chuyện của Chúa Giêsu và các môn đệ trước sóng gió và biển cả là một gợi ý nhắc nhở cho câu chuyện của chúng ta trên biển cả cuộc đời. Có thể ví mỗi chúng ta cũng đang ở trên chiếc thuyền của nhân loại. Chiếc thuyền đó đang đưa chúng ta tiến về quê hương Thiên Quốc. Thế nhưng trên hành trình tiến về quê hương Thiên Quốc ấy, không biết bao lần chúng ta gặp sóng gió phong ba. Những sóng gió trong cuộc sống của đời thường, những sóng gió trong hành trình đức tin. Dù là sóng gió nơi đâu, dù là sóng gió cách nào, con người khi đối diện cũng là sự sợ hãi và hoang mang. Chúng ta cũng có những kinh nghiệm từ bản thân mình không vượt qua được những thử thách của cuộc sống, từ bản thân mình không vượt qua được những sóng gió trong đời sống đức tin. Rất cần đánh chuông để đánh thức Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, đánh chuông để làm thức tỉnh niềm tin của chúng ta. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: sao lại nhát gan như vậy? Các con không có đức tin ư? Chúng ta thử nhìn lại cuộc sống của mình khi đối diện với những khó khăn, khi đối diện với những thách đố, khi đứng trước hiểm nguy hoặc đứng trước những vấn đề mà tưởng chừng ta không thể nào giải quyết được. Ta có cần đánh chuông để làm cho đức tin của chúng ta thức tỉnh hay không? Ta có cần đến một sự trợ giúp của Chúa Giêsu để chúng ta có thể vượt qua tình trạng của mình hay không? Hay trong những lúc khó khăn ấy, chúng ta xoay sở cách này cách khác? Trong những lúc khó khăn ấy, chúng ta lại oán trách Thiên Chúa: Chúa không quan tâm gì sao? Tại sao Chúa vẫn có thể ngủ được? Tại sao Chúa dường như vắng mặt cho những biến cố đau thương của cuộc đời chúng con? Cộng đoàn thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về mối tương giao thắm thiết của mỗi người với chính Thiên Chúa, với chính Đức Giêsu, Đấng đã đến trần gian, đã cắm lều giữa nhân loại để Ngài có thể chia sẻ
và đồng cảm với tất cả sóng gió cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu thấu hiểu những lắng lo vất vả của chúng ta. Chúa Giêsu thấu hiểu sự sợ hãi của chúng ta. Và chắc chắn mỗi khi chúng ta kêu cầu người thì Chúa luôn luôn có mặt. Như tiếng kêu của một trẻ thơ luôn luôn sẽ bắt gặp vòng tay của mẹ, luôn luôn sẽ bắt gặp một ánh mắt ân cần, luôn luôn sẽ bắt gặp sự trợ giúp cần thiết. Chúng ta trong đời sống đức tin cũng cần phải có lối diễn tả gần gũi ấy, để không bao giờ chúng ta oán trách, không bao giờ chúng ta buông xuôi, không bao giờ chúng ta tự xoay sở để sắp đặt cách này hay cách khác cuộc đời hay vận mệnh đời sống của mình. Nhưng chúng ta biết đặt tất cả vào bàn tay của Thiên Chúa. Có một thi sĩ đã nói rằng, thật khủng khiếp biết chừng nào khi con người nằm trong tay của Thiên Chúa. Thế nhưng mà còn khủng khiếp hơn nữa khi từ tay Thiên Chúa mà bị rớt ra ngoài. Xin ở chúng ta tín thác đặt cuộc đời của chúng ta trong bàn tay yêu thương của Chúa, và tin rằng những gì tốt đẹp nhất Thiên Chúa như người cha nhân lành sẽ luôn luôn ban cho con cái của mình, ban cho tất cả chúng ta những người tin tưởng, tín thác và cậy trông nơi tình thương, sự quan phòng của Thiên Chúa chúng ta. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn đọc bài tin mừng ngày hôm nay, cái cảm giác đầu tiên mà chúng ta thấy đó là sự hiển linh của Thiên Chúa, đấng mà có thể ra lệnh cho biển, cho sóng, cho bão. Đó phải là một Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Thế nhưng điều mà chúng ta thấy sâu xa hơn ở sau bài tin mừng đó là thái độ của Đức Giêsu đối diện với sóng gió, và thái độ mà Ngài kêu mời chúng ta khi đối diện với những sóng gió của cuộc đời. Vâng, chắc chắn khi các môn đệ kêu cầu và Đức Giêsu đã ra tay ra lệnh để cho biển im gió lặng thì đó là sự củng cố niềm tin cho các ông. Nhưng Đức Giêsu đã nhắc nhở các ông rằng sao lại nháp thế, anh em vẫn chưa có lòng tin hay sao? Đức Giêsu hiện diện ở trong bão tố, Đức Giêsu vẫn sống vượt lên trên bão tố ở trong cuộc sống của Ngài. Ta thấy điều đó, những khó khăn, những thử thách Ngài vượt qua. Người ta nói Ngài là bị tâm thần thì Ngài vẫn tiếp tục sống theo con tim của mình. Người ta nói Ngài là Ben-Zebul, Ngài vẫn tiếp tục rao giảng lời công lý. Người ta phản đối, người ta định ném đá Ngài, Ngài vẫn tiếp tục thi ân giáng phúc. Và kể cả đến trên đỉnh cao thập giá, khi người ta phỉ nhổ, người ta nói những cái lời chua cay thì Ngài vẫn cứ như là ngủ yên. Kể cả lúc người ta đâm vào cạnh sườn của Ngài thì Ngài lại tiếp tục đổ máu và nước để chữa lành cho một người lính bị mù, ông Longino được sáng mắt. Và ở đây ta thấy được Thiên Chúa là chủ của tất cả thời gian và không gian, chủ của đất trời. Vì Thiên Chúa đó trong tất cả mọi hoàn cảnh, không có gì làm Ngài có thể thay suy xuyển được. Vì Thiên Chúa đó trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách Gióp. Dĩ nhiên chúng ta biết sách Gióp là bài ca ngợi về lòng tin của một người lành. Ông bị bao nhiêu tai ương nhưng vẫn kiên vững tin vào Chúa. Và ở đây chính là lời ông nghe Chúa khẳng định củng cố niềm tin cho ông. Cửa đại dương kia thì ai là người khép lại, nước tuôn trào từ đáy vực sâu, ai sẽ làm mây để cho nó mặc? Và ta đã vẽ ra ranh giới, này ngươi chỉ được đến đây thôi, những đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Nghĩa là vị Thiên Chúa là đấng làm chủ tất cả, đấng đưa ra ranh giới cho biển cả và biển khơi.
Thế thì đó cũng là một Thiên Chúa mà ông tin tưởng. Và Thánh Phaolô trong bài đọc gửi tín hữu Côrintô mà chúng ta vừa nghe khẳng định cái niềm tin của những người tin vào Đức Giêsu. Vâng, khi Đức Giêsu khiển trách các tông đồ thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng Ngài mong muốn giá mà các ông có niềm tin thì các ông sẽ không khủng hoảng như vậy. Giá mà các ông có niềm tin thì các ông sẽ bình an được trong hoàn cảnh này. Và Thánh Phaolô với một niềm tin của thời sau khi Đức Kitô đã sống lại, Đức Thánh Phaolô là người đi rao giảng về Đức Kitô đó, thì khẳng định cho chúng ta tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta. Một người chết cho chúng ta thì mọi người vì mọi người phải chết. Ngài đã chết thay cho mọi người để chúng ta không sống cho mình nữa mà sống cho Đấng đã sống lại vì mình. Và ở trong Đức Kitô tất cả chúng ta đều trở thành một thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới có đây rồi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn cuộc đời mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm trải qua những sóng gió. Có những sóng gió nhỏ dễ vượt qua, có những sóng gió lớn hơn, những sóng gió xảy ra ngay trong gia đình, giữa thái độ của những con người với nhau. Những cái sóng gió vì những thiên tai, những khó khăn, những bất ngờ, những bất trắc và kể cả sự phản trắc của cuộc đời. Những sóng gió có thể ảnh hưởng cả một cái giai đoạn lịch sử và tất cả mọi người sống trong một thời đại nào đó đều phải đương đầu. Thế nhưng niềm tin cho chúng ta một sức mạnh để trong tất cả mọi hoàn cảnh đó ta giữ được bình an, ta giữ được sự sáng suốt và ta nhìn tất cả những sóng gió, những thách như là một thách đố để giúp chúng ta hoàn thành chính mình, để giúp chúng ta vượt qua chính mình và để giúp chúng ta biểu lộ niềm tin của chính mình. Gần đây có một bộ phim khá nổi tiếng đạt giải danh hiệu cao ở điện ảnh phim Cannes năm 2010. Bộ phim kể về những đan sĩ ở Tiribin. Vâng, đó là một cái vùng gần Nigeria, ở Algeria. Các vị đan sĩ này xuất thân từ Pháp qua đây ở một thời gian, ở với những người dân chan hòa với họ, cùng lao động, cùng sinh sống, mở những trạm xá để chữa bệnh cho mọi người, đúng là những sứ điệp của bình an. Nhưng rồi vùng đất đó bỗng xảy ra cái cuộc nội chiến của những nhóm nổi dậy và với chính quyền. Và lúc này là các vị đan sĩ phải đối đầu với một chọn lựa. Cả hai bên, phía nổi dậy cũng như phía chính quyền đều khuyên các ngài nên bỏ đi, nên trở về Pháp để an bình. Và các vị cũng đã có những lúc lưỡng lự khi thấy mình ở trên cái sợi chỉ, được treo trên cái sợi chỉ của sống và chết. Nhưng rồi thì tất cả đã cùng đồng loạt với nhau để chọn lựa ở lại. Vâng, phim ở cái giai đoạn đó, vị bề trên họp tất cả anh em để hỏi, giờ đây anh em có ai muốn đi không? Và lần lượt từng người một nói rằng, con muốn ở lại. Kẻ thì nói con thấy cũng chẳng cần phải đi đâu. Người khác nói rằng chẳng phải sứ mạng của chúng ta đến đây là để ở đây sao? Người thì nói rằng cây cỏ đâu có cần phải tìm chỗ để có thể có được ánh nắng mặt trời. Và rồi tất cả cùng giơ tay biểu quyết để ở lại. 7 vị đan sĩ đã bị bắt và bị giết hết. Đó có thể thấy được cái bình an và sức mạnh của những người tin vào Thiên Chúa. Bộ phim cho các vị đan sĩ hát lên những lời thánh ca giữa lúc ở trên trời có những máy bay bay, có tiếng súng nổ, tất cả giọng thánh ca theo điệu nhạc Gregorio đó như là thốt lên từ tâm hồn của những người con người tin. Thiên Chúa chính là chủ của ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa là chủ của thời gian. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Và chúng con phó thác cuộc đời con cho Ngài. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa đã đến giữa trần gian. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Ngài mặc khải cho chúng ta thiên tính của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta tin tưởng vào Ngài, giống như một lời bài hát nào đó. Con tưởng rằng con vững tin,
khi bình an, nhưng lúc gặp khó khăn, con mới biết rằng con thiếu đức tin. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng ta trong cuộc sống, để giữa mọi thách đố của cuộc đời, giữa những bất trắc của cuộc đời, chúng ta luôn giữ được bình an để tiếp tục, giống như Đức Kitô, giống như Thánh Phaolô, để tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta, để chúng ta trở nên mọi sự cho mọi người, và để chúng ta thực sự trở thành tạo vật mới trong Đức Kitô.